Các bạn đang nghe truyện bắt đầu tu hành từ tiễn thuật trên kênh TV Audio CV. Chương 61, Tinh Thông Lúc này, mới thể hiện ra tác dụng của thuốc. Mỗi khi khí huyết luyện đến gần cạn kiệt, thuốc sẽ bắt đầu chuyển hóa, kích thích từng tạng phủ trong cơ thể, tăng tốc rèn luyện khí huyết, tuần hoàn lặp lại, cho đến khi sinh ra luồng khí huyết thứ hai, coi như là bước vào cảnh giới luyện huyết tinh thông. Đánh xong mấy bộ thương pháp, Trần Tam Thạch toát ra một thân mồ hôi hôi, nhưng tiến độ thành thạo tăng vọt, cứ như vậy, không lâu nữa, hắn sẽ có thể đạt đến cảnh giới thương pháp tinh thông. Hơn nữa dược lực của bác thuốc đó vẫn còn, chưa tiêu hao hết, ít nhất còn đủ luyện thêm 2 ngày. Cảnh giới của ta còn thấp, 3 ngày một bát thuốc, hiện tại vừa đủ dùng, cũng không cần tốn tiền mua. Xen kẻ mua thêm thịt thú, cũng có thể đẩy tốc độ tu luyện lên mức tối đa, ăn cơm, trời đã tối, Trần Tam Thạch thu dọn đồ đạc về nhà. Nhà đã chuẩn bị cơm nước từ sớm, vừa vào cửa, Lan tỷ đã giúp hắn cởi giáp, rót nước, ăn cơm xong còn đun nước rửa chân, một loạt quy trình hầu hạ khiến hắn thoải mái dễ chịu. Đúng rồi. Cố tâm Lan bưng chậu gỗ, hôm nay có người tìm chàng, nói muốn mời chàng ngày mai đi làm khách. Trần Tam Thạch hỏi, ai, võ quán thiên nguyên? Cố tâm Lan đổ nước rửa chân xong, bắt đầu xoa bóp cho Trần Tam Thạch, hình như còn là nơi xa hoa như sung mãn lâu nữa, nếu ta nhớ không nhầm thì, đệ đệ của tần hùng hình như đang học võ ở võ quán thiên nguyên thì phải trần tam thạch nằm dài trên giường suy nghĩ về lý do võ quán thiên nguyên tìm hắn tần phong có khả năng nhưng không lớn hắn hiện nay là kỳ quan tuyển phong thân phận sẽ được đăng ký trực tiếp tại đốc sư phủ chẳng lẽ là cũng có thể là vì tiên bảo chuyện tiên bảo hoàn toàn là trùng hợp trước khi hắn đi giết tần phong ai mà ngờ được sẽ gặp được thích khách người mang Lương thiếu gia e rằng đang nghi ngờ hắn có được tiên bảo, may mà đối phương cũng chỉ là phỏng đoán, không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào, thêm vào đó võ quán và quân đội đang có xích mích, vào lúc này họ không dám làm gì hắn. Tuy nhiên, hắn thật sự nên nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Sau này nếu họ có đến nữa, cứ trực tiếp từ chối. Vài ngày tiếp theo, Trần Tam Thạch ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra thành, còn dùng toàn bộ sức lực còn lại vào việc luyện võ. Bổ huyết thang, thịt thú, cộng thêm sự hỗ trợ luyện tập của Từ Bân, vượt quá mong đợi của hắn, 6 ngày sau liền thành công đột phá. Phật Trần Tam Thạch kiệt sức cắm cây thương xuống đất, trong cơ thể dâng lên luồng huyết khí thứ hai. Không đúng, không giống với người khác. Khí huyết của hắn nói chính xác, không phải là luồng mà là cổ. Công pháp, thương pháp cơ sở binh tốt, tinh thông, tiến độ, không phần một nghìn, hiệu quả, thương thế nhanh nhẹn, sức chịu đựng kinh người, khí huyết hùng hậu thông thường mà nói, khi sinh ra một luồng khí huyết là nhập môn. Nờ hờ ra luồng thứ hai, chính là tinh thông. Đối với võ giả bình thường, khí huyết chỉ có độ dày như sợi dây mảnh. Nhưng khí huyết mà Trần Tam Thạch luyện ra, lại tương đương với nhiều sợi dây mảnh cuốn lại với nhau, cấp 2 đến 3 lần người bình thường. Chắc hẳn là có công lao của hạo nhiên hô hấp pháp, nhưng chắc chắn cũng có nhân tố của bản thuần thục. Hắn vốn dĩ đã rất bền bỉ, Khí huyết lại càng trở nên hùng hậu, đúng là rất phù hợp với chiến trường. Chiến trường không phải là đơn đấu, giết xong một đối thủ là xong, mà phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn kẻ địch, cơ bản đều là chiến đấu lâu dài. Đây cũng là tác dụng của việc quân đội kết trận. Võ giả luyện huyết đại thành, cũng chính là cấp bậc tổng kỳ, trên chiến trường khi đối mặt với trận tốt được huấn luyện bài bản, nếu bị vây khốn trong trận, sau khi chém giết khoảng 20 quân địch thường sẽ vì khí huyết cạn kiệt dẫn đến kiệt sức sau đó bị loạn đao chém chết. Không phải vì võ giả kém, mà là vì trận pháp mạnh. Mấy ngày nay khi luyện tập, Trần Tam Thạch cố ý học theo. Lấy ví dụ về một quân trận nhỏ 100 người. Trước khi đánh giáp lá cà, trước có cung nỏ, nỏ thủ bắn tên, tiếp theo là trường mô binh đâm tới, sau đó còn có thuẫn đao thủ vây giết, cuối cùng mới là hỗn chiến giáp lá cà. Hơn nữa đừng quên, quân địch cũng có tướng lĩnh, không phải chỉ có một mình ngươi là võ tướng. Trong tình huống này, dù ngươi là võ giả cấp bậc cao đến đâu, chỉ cần sức người có hạn, sẽ bị hao mòn đến chết. Trừ phi, khí huyết của ngươi thật sự rất bền bỉ. Tuy nhiên những điều này đối với Trần Tam Thạch còn sớm, trong lúc nhất thời cũng sẽ không lên chiến trường. Ngươi đã tin thông khí huyết rồi, từ bân sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích. Mới có mấy ngày, cứ như vậy không bao lâu nữa, sẽ có thể vượt qua hắn. Nhờ có từ kỳ quan cùng luyện tập, nếu không cũng không nhanh như vậy sau khi đột phá thân thể trần tam thạch sản khoái vô cùng nhưng tâm lý không hề buông lỏng gần đây võ quán thiên nguyên nhiều lần phái người đến mời đều bị hắn từ chối hết hắn biết rõ cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là kế lâu dài sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề thiếu quán chủ võ quán thiên nguyên lương triển là cảnh giới luyện cốt quán chủ võ quán càng là luyện cốt đại thành luyện huyết vẫn còn là tầng thấp nhất của võ giả căn bản không có tên tuổi nếu có thể trở thành võ giả luyện tạng như hướng đình xuân còn ai ở huyện bà dương dám gây khó dễ cho hắn đi làm đi làm sắp đến giờ tuần thành trần tam thạch tức cây lô diệp thương gọi những người dưới quyền đến không chỉ hắn đột phá những người dưới quyền cũng đều có tiến bộ chu đồng luyện ra khí huyết chính là trong hai ngày nay còn có một võ tốt tên vương lực cũng sẽ không chậm hơn quá nhiều năm trận tốt còn lại cũng đều học được thương pháp bắt đầu luyện tập quân trận chỉ có hứa văn tài cái gì cũng không biết Cách đây hai ngày, khi đi cho ngựa ăn, hắn còn bị đá một cái. Sau đó, về sau sợ hắn chết dưới vó ngựa, Trần Tam Thạch không cho hắn đi nữa. Đi thôi, tuần tra thành. Từ sau vụ việc của vu thần giáo, cả trong lẫn ngoài thành, mỗi ngày đều có người chết. Nghe đồn vu thần giáo rất thích giết chóc. Vì vậy, việc truy bắt gần đây đặc biệt nghiêm ngặt. Nhưng dù vậy, không cho phép bất kỳ đệ tử võ quán nào tham gia rõ ràng thiên hộ đại nhân muốn lấy được tiên bảo trước võ quán sau đó dùng tiên bảo để uy hiếp toàn bộ võ quán ở huyện bà dương trần tam thạch cũng đặc biệt nghiêm túc khi tuần tra thành cố gắng tìm dấu vết của giáo đồ vu thần giáo đáng tiếc là tạm thời không có bất kỳ phát hiện nào hơn nữa ngay cả khi hắn thực sự tìm thấy với thực lực hiện tại của hắn cũng khó có thể làm được trò trống gì vì vậy việc tu luyện vẫn là quan trọng nhất sau khi khí huyết đột phá đến hai luồng cứ ba ngày uống một bát bổ huyết thang có lẽ là không đủ. Trần Tam Thạch tranh thủ thời gian tuần tra, đi đến võ quán mua thuốc. Chu Đồng cũng đi cùng. Nhà hắn làm nghề giết mổ lợn, có chút vốn liếng, để tăng tốc luyện huyết, cũng góp đủ tiền mua một thang thuốc. Trong bốn võ quán lớn, võ quán Vân Hạc và võ quán Triệu Thị có sinh ý dược liệu lớn nhất, chiếm 2 phần 3 huyện thành Bà Dương. Trong đó, dược liệu của võ quán Vân Hạc có chất lượng tốt nhất. Đến đường Quế Hương, Trần Tam Thạch nhìn thấy hai nhà tiệm thuốc Vân Hạc, nói chính xác hơn, có một tiệm là tiệm thuốc Vân Hạc. Cho người ta cảm giác như Spy và Lady, hai loại nước giải khát tương tự. Nhưng thực tế đều là hàng thật. Gần đây tuần tra trong thành, hắn nghe không ít tin tức về võ quán. Trước đó, sau khi huyện lệnh chết, thích khách người mang lại giết chết quán chủ võ quán Vân Hạc, dẫn đến võ quán Vân Hạc bị chia rẽ. Nghe nói thiếu quán chủ võ quán Vân Hạc có tư chất bình thường, Gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa bước vào cảnh giới luyện cốt, còn thuốc của hắn thì đã luyện cốt tiểu thành, sau khi lão quán chủ chết, đã cướp quyền thừa kế của cháu mình và trở thành tân quán chủ. Không chỉ vậy, còn đuổi cháu mình ra ngoài, chỉ để lại cho hắn một nhóm đệ tử tạp dịch không có tiếng tăm và một tiệm thuốc, ngay cả bản hiệu cũng không cho dùng, nên đành phải đặt tên là Vân Hạc. Để cạnh tranh, tiệm thuốc Vân Hạc còn giảm giá, bổ huyết thang 10 lượng chỉ bán 8 lượng. Bổ huyết thang cao cấp hơn cửu chuyển bổ nguyên thang, thuốc tắm cần dùng cho cảnh giới luyện cốt, vân vân, đều tương đương với giảm giá khoảng 2, 3 phần 10, nhưng vẫn đắt một cách không hợp thói thường. Cửu chuyển bổ nguyên thang, một thang liền cần 25 lượng. Trần Tam Thạch làm sao có thể mua nổi? Hắn bán da gấu đen kiếm được 20 lượng, giúp tần phong được 10 lượng, nhưng chi tiêu hàng ngày cũng lớn, các loại thịt rừng thú rừng không thể thiếu, căn bản không còn lại bao nhiêu bạc. Cuối cùng, Trần Tam Thạch mua hai thang thuốc, tốn 16 lượng. Gia sản lại trống rỗng. Trần Tam Thạch cảm thấy tim như nhỏ máu. Hơn nửa hai thang thuốc, cũng chỉ đủ uống khoảng một tuần. Xem ra, vẫn phải dựa vào nghề săn bắn kiếm tiền mới được. May mà hắn đã là kỳ quan, có thể tùy ý ra vào sâu trong nghị trọng sơn, săn được thứ có giá trị hẳn là không quá khó. Chỉ là, sẽ phải trì hoãn chút thời gian luyện võ, chuyện đó cũng không còn cách nào. Nghe nói một con hổ có thể bán được trăm lượng bạc, dị thú còn đắt hơn. Dị thú hiếm thấy, nhưng truyền thuyết về hổ trên nhị trọng sơn lại thường nghe thấy. Quay đầu nghe ngóng thử xem, nếu có thể săn được một con hổ, số bạc kiếm được đủ để ta nhanh chóng luyện đến tiểu thành. Trở về doanh trại. Trần Tam Thạch nhìn thấy Uông Bách Hộ đã mấy ngày không thấy bóng dáng, trước đó nói là đi phủ thành thăm người thân, sau khi biết hắn đột phá luyện huyết tinh thông, rất vui mừng. Tốt 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 ngươi không tệ có phong thái của ta năm đó ung trực từ trong ngực mò ra một cái khóa vàng cái này tặng ngươi coi như thưởng cho sự chăm chỉ tu luyện của ngươi khóa trường mệnh trần tam thạch biết thứ này thường là do trưởng bối trong nhà tặng cho trẻ nhỏ ung trực nguyện ý tặng người chứng tỏ chắc chắn không phải của hắn phỏng chừng lại là lừa từ tay ai đó cảm ơn ý tốt của đại nhân thứ này ta không dám nhận trần tam thạch từ chối không cần thì thôi làm gì có thượng cấp nào tốt như ta chịu bỏ tiền mua vàng cho thuộc hạ ung bách hộ trực tiếp đeo lên cổ mình ngày mai ngươi muốn xin nghỉ lên núi đúng không đi đi cảm ơn đại nhân trần tam thạch cáo từ rời đi khi sắp đến cửa nhà hai bóng người đột ngột xuất hiện chặn giữa đường một trước một sau một già một trẻ trông giống như quan hệ chủ tớ trần kỳ quang tại hạ mấy lần mời không thành đành phải mạo muội đến bái phỏng mong thứ lỗi Lương triển cầm quạt xếp chấp tay thi lễ, mong hãy nể mặt đến Xuân Mãn Lâu một lần, mỹ nữ mỹ tử không thiếu. Ngươi đúng là rất mạo muội. Trần Tam Thạch thản nhiên đáp, ta có việc, liền không để Lương công tử tốn kém. Tại hạ không có ác ý, Lương triển tiến lên nửa bước, hạ thấp giọng, yên tâm, chuyện của huynh đệ họ tần, võ quán thiên nguyên sẽ không truy cứu. Huynh đệ họ tần nào? Trần Tam Thạch ngơ ngác, ta không hiểu đối phương có thể sẽ thực sự không truy cứu chuyện Tần Phong, nhưng khả năng lớn hơn là muốn mượn cớ này để moi tin, hỏi hắn đêm đó có ra khỏi thành hay không, có khả năng tiếp xúc với Tiên Bảo hay không. Trần Kỳ Quan quả là cao thủ giả bộ hồ đồ, Lương Triển cười gượng ra hiệu cho lão nô phía sau, nhưng vẫn hy vọng Trần Kỳ Quan có thể nể mặt ăn một bữa với chúng ta, mời. Lão nô đưa ra một đôi tay như cành cây khô, định túng lấy. Trần Tam thạch cau mày nắm chặt cán thương. Ồ, đây không phải lương đại thiếu gia sao, Trần Tam Thạch chưa kịp ra tay, đã có một giọng lanh lảnh vang lên. Ung trực chắn trước lão nô, cười hề hề nói, cơn gió nào đưa quý khách đến đây, không có tiếp đón từ xa, không có tiếp đón từ xa. Không biết lương thiếu gia có việc gì, Trần Tam Thạch nhanh miệng nói, lương thiếu gia muốn mời ta đến Xuân Mãn Lâu làm khách. Thật sao? Ung trực nghe vậy, cười tuê tuét, mắt hiếp lại thành một đường chỉ, lương thiếu gia ngươi thật không phải đạo, sao lại gọi thạch đầu mà không gọi ta? đi đi đi, chúng ta cùng đi. mẹ kiếp, lương triển vội vàng lùi lại, nặng ra nụ cười gượng gạo. ung bách hộ, thật ra ta chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện, nếu trần kỳ quan không rảnh, vậy để hôm khác. lương triển nói rồi định đi. ung trực tiến lên ôm lấy vai lương triển, hắn không rảnh, ta rảnh. đi đi đi, nghe nói xuân mãn lâu gần đây có cô nương mới, người kia thật là mơn mởn ung bách hộ. Lương Triển cố gắng vùng ra chuyện đó, đột nhiên nhớ ra ta cũng có chút việc phải đi trước. Hửm, Ung Trực sa sầm mặt. Lương thiếu gia đây là qua loa cho xong việc, đâu có, đâu có. Lương Triển từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc năm lượng, ta là thật sự có sự tình, lần sau nhất định hắn nhét tiền vào tay Ung Trực, sau đó vội vàng kéo da nô bỏ chạy. Suýt nữa mất hai mươi lượng bạc, xác nhận không có ai đuổi theo, Lương Triển thở phào nhẹ nhõm tên u mập này đến tủ lâu sẽ không khách khí, món gì đắt gọi món đó, cho dù nhà hắn gia đại nghiệp đại cũng không thể ném tiền như vậy. Thiếu gia. Lão nô hỏi, cứ thế bỏ qua sao, ngươi đoán xem ta vừa nhìn thấy gì. Lương triển đưa tay chỉ vào cổ, mặt dây chuyền trường thọ của tên tiểu tử Tần Phong, chạy đến cổ tên u mập rồi, chuyện này không liên quan đến họ Trần. Ồ, lão nô ngạc nhiên, vậy Ung bách hộ có thể đã tiếp xúc với tiên bảo, không thể lương triển phân tích nếu hắn có được tiên bảo còn dám đeo mặt dây chuyền trường thọ trên cổ phô trương sao xem ra trước đó ta đã lo lắng quá nhiều tiên bảo đã thật sự bị người của vua thần giáo cướp rồi ngô bá chúng ta phải tăng tốc nghĩ mọi cách tìm được tiên bảo trước hướng đình xuân nếu không thì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua thiếu gia yên tâm lão nô cúi đầu các đệ tử đáng tin cậy trong võ quán đều đã được phái đi rồi vị lương thiếu gia này thật sự là càng ngày càng keo kiệt cho ngươi đấy ung trực định ném thỏi bạc vào tay trần tam thạch tay giơ lên một nửa lại thu về đổi thành hai lượng bạc vụn Chi năm năm trần tam thạch cũng không chê ít bỏ vào túi hắn tìm ngươi làm gì đôi mắt nhỏ của ung trực lóe lên tia sáng nắm lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ là vì tên tiểu tử này đúng không tên là tần gì đó nhỉ ta cũng không rõ trần tam thạch giả vờ không biết hắn không ngờ sợi dây chuyền vàng là của tần phong thảo nào vừa rồi lương triển nhìn nó mấy lần cái chết của Tần Phong có lẽ không thể giấu được nữa. Nhưng trên thực tế, chỉ cần không liên quan đến tiên bảo, sẽ không có ai tìm hắn gây phiền phức vì cái chết của Tần Phong. Hừ, ngươi không tin ta. Ung trực cảm thấy thú vị, còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Có chuyện không cần quá thận trọng, giết thì giết, sợ cái gì? Có ta ở đây, không ai dám động đến ngươi. Trần Tam Thạch về dặt nói, ta thật sự không biết. Có một số chuyện, dù cho hai bên đều hiểu rõ, nhưng vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn. Nhìn xem cái bộ mặt đề phòng người khác của ngươi kìa, được rồi, chúng ta cũng đừng giấu giếm nữa, để tránh ngươi cứ luôn cảm thấy ta có mưu đồ bất chính với ngươi. Ung Trực đột nhiên trở nên nghiêm túc, ở huyện Bà Dương, bất kể ngươi đắc tội với ai, ta đều sẽ giúp ngươi, dù cho đó là cả thiên hộ. Đối với ngươi, ta chỉ có một yêu cầu. Tương lai nếu có một ngày ngươi có thể vào bát đại doanh Trở thành môn sinh thân truyền của đốc sư đại nhân Ta chỉ cầu ngươi thay ta chuyển một câu Nói với đốc sư đại nhân Ung mổ ta Muốn lập công chuộc tội Chỉ cầu đốc sư cho ta một cơ hội Dù cho là làm phu ngựa Đi chịu chết Ta cũng muốn chết ở bác đại doanh Trần Tam Thạch ở trong quân doanh Cũng đã từng nghe một số lời đồn Ví dụ như ung trực đến từ bác đại doanh Còn quen biết đại quan ở trên vân vân Nhưng mà lập công chuộc tội Bốn chữ này nghe có vẻ rất nghiêm trọng Ung um trực nếu đã là bách hộ, chứng tỏ cảnh giới sẽ không vượt quá luyện cốt. Một võ giả luyện cốt có thể gây ra tội lỗi lớn đến mức nào mà phải nói đến lập công chuộc tội. Hơn nữa nghe có vẻ như trước đây hắn và Tôn Đốc Sư rất thân thiết. Thôi vậy. Nếu đối phương đã nói như vậy rồi, Trần Tam Thạch cũng phải bày tỏ thái độ. Hắn nghi mặt nói, Ung Bách Hộ yên tâm, nếu ta thật sự có thể không phụ sự kỳ vọng vào bác đại doanh gặp được Tôn Đốc Sư, dù thế nào cũng sẽ chuyển lời. Tốt, tốt. Ung trực liên tục gật đầu, sau này ngươi đừng gọi ta là bách hộ nữa, đều là huynh đệ, gọi ta bàn tử là được. Có được không? Trần Tam Thạch hỏi. Gì mồm? Sao lại không được? Ung trực mắng một câu, phẩy tay áo bỏ đi, sau này họ lương kia mà còn đến gây phiền phức cho ngươi, nói cho ta biết, buổi tối ta sẽ bịt mặt, vết hắn cho ngươi. Lúc này, khi nhìn vào cái lưng to béo của ung trực, Trần Tam Thạch cảm thấy hai từ, tham lam như quỷ và tiểu nhân gian trá dường như không phù hợp với hắn. Đương nhiên rồi. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, càng không thể dễ dàng tin vào những lời người khác nói trên bề mặt, vẫn phải xem hành động cụ thể. Hắn không nghĩ ngợi nữa, về nhà suy nghĩ về việc săn bắn vào ngày mai. Nâng cao thực lực không thể trì hoãn. Cảm giác bị người khác tìm đến tận nhà. Trần Tam Thạch không muốn nó xảy ra một lần nữa. Hổ, nếu có thể săn được một con hổ, sẽ đủ dùng trong một thời gian dài, ngày mai về thôn Yến Biên hỏi thăm Triệu Thúc. Mặc dù họ không có khả năng săn hổ, nhưng đã sống trên núi nhiều năm, chắc chắn biết nơi nào có thể tìm thấy hổ. Mặc dù hắn có khả năng truy tìm dấu vết, nhưng cũng cần có một phạm vi đại khái, nếu không hổ đầu sơ mạch quá rộng lớn, phải tìm đến bao giờ, ăn cơm xong, Trần Tam Thạch lại nấu bổ huyết thang uống, luyện tập đến nửa đêm mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Trần Tam Thạch dậy sớm, đi đến thôn Yến Biên cũng không gần, hắn muốn cưỡi ngựa để tiết kiệm thời gian. Lại thất bại. Con ngựa này rất hung dữ, nhất quyết không chịu khuất phục, cứ phát điên. May mắn là độ thành thạo đã tăng lên không ít. Kỹ năng cưỡi ngựa, chưa nhập môn, tiến độ 75 phần 100, hiệu quả chưa có, chỉ cần thêm một hoặc hai lần nữa kỹ năng cưỡi ngựa sẽ nhập môn, dù sao cũng sẽ chinh phục được nó. Có một phương tiện di chuyển vẫn rất quan trọng. Rời khỏi doanh trại, đi thẳng đến thôn Yến Biên. Người muốn săn hổ, triệu tiều, ngô đạt và tra nghị đều ở đó, họ đang chuẩn bị cùng nhau đi săn sói. Đúng vậy. Trần Tam Thạch gật đầu, triệu thúc là một thợ săn lão luyện, khẳng định biết rõ. Được, chúng ta cùng lên núi, một nhóm bốn người đến bên bờ suối nhỏ nơi giao nhau giữa bắc và nam của hổ đầu sơn. Triệu tiều chỉ về hướng tây nam, năm năm trước, lão lưu trong làng đã nhìn thấy một con hổ lớn trong một hang động cách đây 20 dặm về hướng này. Hắn sợ đến mức tè ra quần, may mắn là không bị phát hiện nên đã chạy về được, nhưng ta không chắc con hổ đó còn ở đó hay không. Cảm ơn triệu thúc, Trần Tam Thạch chấp tay, định bước qua con suối nhỏ. Từ xa, hắn đã nhìn thấy dấu vết của động vật để lại trong rừng đối diện tất cả đều là bạc triệu tiều và ba người còn lại đứng đó nhìn hắn với ánh mắt mong đợi triệu thúc trần tam thạch biết cuộc sống của họ không dễ dàng nếu không chúng ta cùng đi không không triệu tiều liên tục xua tay cấu đen suýt chút nữa đã lấy mạng chúng ta huống chi là hổ chúng ta chỉ làm vướng chân ngươi thôi không dám đi đâu tiểu thạch đầu ngươi cũng phải cẩn thận hổ còn lợi hại hơn cả gấu đen đấy, triệu thúc. Ngô Đạt nhìn rừng cây xanh um đối diện với vẻ thèm thuồng. Nếu không chúng ta cũng qua đó đi, không săn hổ thì săn một con dê núi gì đó cũng được. Ngươi điên rồi à? Triệu tiêu quát, ngươi quên lão lưu đã chết như thế nào rồi sao? Ba năm trước, vì không sống nổi, hắn đã chạy sang bên kia săn một con nai, kết quả bị các đệ tử võ quán nhìn thấy muốn cướp. Bọn họ còn không muốn trả tiền mua, trực tiếp bắn hắn như bắn nhím nếu không phải ta mạo hiểm đến đó tìm, thì ngay cả xác cũng không thấy, chỉ vì không sống nổi mà chạy sang bên kia săn bắn, lại phải chết sao, Trần Tam Thạch cảm thấy lòng nặng trĩu. Hắn không dám khuyên nữa, hắn đi một mình thì không sao, nhưng dù sao hắn cũng không phải là quan lớn, nếu triệu thúc và những người khác gặp chuyện gì thì không đáng. Tạm biệt ba người. Trần Tam Thạch đeo cung tên, sách thương, nhảy qua con suối nhỏ và đi vào khu rừng rậm rạp. Tại phía Bắc Nhị Trọng Sơn. Trần Tam Thạch sử dụng toàn bộ kỹ năng, theo dấu, mọi dấu vết đều không thể thoát khỏi mắt hắn. Thỏ rừng, nai, dê núi chỉ cần hắn muốn, trong vòng 10 phút, hắn có thể vác một con dê xuống núi về nhà. Nhưng một con dê hoang nặng khoảng trăm cân, cũng chỉ bán được hai lượng bạc. Nếu là trước đây thì cũng được, nhưng bây giờ thì quá ít. Mục tiêu là hổ, ít nhất cũng phải là gấu, báo hoặc những loài thú dữ tương tự trần tam thạch đi về phía tây nam theo lời nhắc nhở của triệu tiều trên đường đi hắn thỉnh thoảng gặp các đệ tử võ quán mặc áo gấm dài để tránh những rắc rối không cần thiết lần này lên núi trần tam thạch mặc áo giáp vải các đệ tử võ quán nhìn thấy áo giáp và cung nặng của hắn quả nhiên không dám gây sự cơ bản đều nhìn hai lần rồi tự lo việc của mình sao lại có nhiều người như vậy trần tam thạch đi được năm dặm gặp ít nhất mười mấy người ngay cả khi đi săn cũng không nên xuất hiện dày đặc như vậy mới đúng hơn nữa trong tay nhiều người thậm chí không có cung tên cầm đao hoặc kiếm đi đi lại lại trông giống như đang tìm kiếm thứ gì đó vu thần giáo cũng không giống bởi vì nhóm người này có vẻ mặt rất thoải mái nhìn trang phục thì hầu hết đều là đệ tử của võ quán thái lôi trần tam thạch liền chú ý một cơn gió thổi qua hắn có thính giác tuyệt vời nghe rõ cuộc trò chuyện của các đệ tử võ quán bạch lộc quán chủ bị thương ai tìm được bạch lộc sẽ được thưởng sản nghiệp khó đấy nghe nói bạch lộc thích ăn dược liệu những loại dược liệu đó cũng đã có giá mười mấy lạng bạc rồi trần tam thạch hiểu rõ ngọn nguồn đêm tần phong chết trong thành xảy ra trận chiến hướng đình xuân cùng với ba vị quán chủ võ quán khác cùng nhau bắt giữ thích khách mang tộc gặp phải vu thần giáo quán chủ thái lôi bị thương nặng cần một loại dị thú bạch lộc để chữa trị vì vậy đã đặt ra phần thưởng bất kể đệ tử cấp bậc nào chỉ cần có thể cống nạp bạch lộc sẽ ngay lập tức được thu nhận làm đệ tử chân truyền tương lai còn có thể quản lý một phần sản nghiệp bọn họ mới như được tiêm máu gà mà chạy hết vào núi trần tam thạch ghi nhớ đặc điểm dị thú trong lòng tiếp tục lên đường võ quán thái lôi đúng là không gặp trương siêu và người kia nếu không hắn ít nhiều cũng phải bắn vài mũi tên lại đi thêm mười mấy dặm nữa đến sườn núi của một ngọn núi bên con đường nhỏ quanh co hẹp đứng hai đệ tử võ quán đeo cung, một trong số họ có cây cung ước chừng bảy lực, đã coi là hàng cấm. Trong tay họ cầm kiếm sắt, vẻ mặt do dự nhìn về phía trước, chần chừ không tiếng. Trần Tam Thạch làm ngơ hai người. Này! Đệ tử võ quán gọi hắn lại, ngươi còn dám đi về phía trước, trong ngọn núi phía trước có mảnh thú, ta biết. Trần Tam Thạch đáp qua loa, không có ý dừng lại. Vậy ngươi còn đi, không sợ chết, đệ tử võ quán chú ý đến cây đại cung sau lưng trần tam thạch ánh mắt sáng lên hắn nhìn người bên cạnh đeo cung bảy lực bị cấm được sự đồng ý mở miệng nói hay là chúng ta hợp tác vị ngụy sư huynh bên cạnh ta là cao thủ luyện huyết tiểu thành ngọn núi này có hổ bọn họ cũng mới phát hiện ra mấy ngày gần đây nhưng triều đình cấm cung nặng tu vi của bọn họ lại có hạn bình thường căn bản không dám chọc vào ngụy hút mạo hiểm lấy được cung bảy lực cũng không nắm chắc có thể hạ được mảnh hổ vạn nhất bị tiếp cận ở cự ly gần, võ giả luyện huyết cũng không chịu nổi sức sát thương của hổ. Gặp được một quân nhân đeo cung hai thạch, coi như là niềm vui bất ngờ. Vị huynh đệ này, ngụy hút tràn đầy tự tin, ta luyện huyết tiểu thành, ngươi và ta cùng hợp lực, hạ mảnh hổ không thành vấn đề. Sau khi thành công, chúng ta chia bốn sáu, ta sáu bốn, thế nào, trần tam thạch nghe mà nhíu mày, lười để ý đến nữa, bước nhanh hơn. Ngụy hút sững sờ, rõ ràng không ngờ mình bị coi như không khí. Ngạo mạn, ngụy sư huynh, hắn không muốn hợp tác, vậy làm sao bây giờ? Sư đệ hỏi. Con mảnh hổ đó ta đã nhìn thấy từ xa một lần, rất lợi hại, hắn lấy đâu ra tự tin, ngụy hút tức giận, đi theo xem, biết đâu hắn bị mảnh hổ ăn thịt, chúng ta ở phía sau kiếm lợi. Con thú lớn này đã bị người khác để mắt tới, nếu ta đến muộn hai ngày nữa, e rằng nó sẽ không còn. Trần Tam Thạch ngồi sổn trên mặt đất, bốc một nắm đất, tìm ra từ đó hai sợi lông màu vàng cam hơi cứng, tiếp theo là dấu móng vuốt, phân đã chôn và vết máu khô trong bụi cỏ. Quy trình này, hắn đã thuộc lòng từ lâu. Giống như một sợi dây, hắn lần theo sợi dây này, tìm thấy một hang động bí mật ở lưng chừng núi. Hang động có đường kính khoảng 5 mét, bị cỏ dại và cành lá rậm rạp che khuất, nếu không quan sát kỹ rất dễ bỏ qua. Trong bụi cây cách hang động khoảng 20 trượng, có thể lờ mờ nhìn thấy quần áo mục nát và xương trắng, có vẻ như đã chết từ lâu. 9 phần 10 con hổ lớn sống bên trong. Trần Tam Thạch đương nhiên không thể ngu ngốc đến mức chủ động đi vào. Trong không gian hẹp, ưu thế của cung tên và trường mâu không còn, phải nghĩ cách dụ con hổ ra ngoài mới được. Vèo Trần Tam Thạch đột nhiên quay người bắn một mũi tên. Cách đó hơn trăm bước, một con nai đang nhảy qua bị mũi tên sượt qua người một cách chính xác, để lại một vết máu hí con nai ngốc nghếch phát ra tiếng kêu thảm thiết vèo lại một mũi tên nữa bắn vào chân nó con nai hoảng sợ chạy trốn về phía hang động trần tam thạch cố ý không bắn chết nó kinh nghiệm săn gấu đen nói cho hắn biết mồi chết có thể không dụ được con mồi nhưng con sống thì khác đặc biệt là hổ có ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ không cho phép bất kỳ sự xâm phạm nào một sinh vật có mùi máu chạy loạn trên lãnh thổ của nó chắc chắn sẽ không được con hổ dung thứ. Trần Tam Thạch trèo lên một cái cây để chiếm điểm cao, sau đó liên tục dùng mũi tên ngăn con nai rời khỏi khu vực, buộc nó phải ở chạy quanh hang động, máu từ vết thương chảy khắp nơi trong lúc chạy loạn. Quá trình này kéo dài 5 phút, tiếng động lớn khiến chim chóc trong rừng sợ hãi bay đi, chỉ có hang động tối đen vẫn im lặng như chết. Không có tác dụng. Không nên như vậy chứ. Loài hổ hung dữ tàn bạo, thông thường sẽ không trốn. Ngay khi Trần Tam Thạch chuẩn bị nghĩ cách khác, một cơn âm phong thổi qua núi. Gió từ hổ, mây từ rồng. Đến rồi, một bóng đen cường tráng như núi mà nhanh nhẹn tựa như báo lao ra khỏi hang động tĩnh lặng, chỉ trong nháy mắt đã vồ con nai xuống đất, răng nanh sắc nhọn cắn chính xác vào động mạch cổ. Con nai vùng vẫy yếu ớt vài cái rồi tắt thở. Quả là chúa tể sơn lâm, Trần Tam Thạch nhìn kỹ. Con hổ dài hơn một trượng, nặng ít nhất 7-800 cân bộ lông vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, móng vuốt sắc như đao kiếm dính đầy máu, đôi mắt màu cam vàng lộ rõ hung quang, phát ra một tiếng gầm vang trời, khiến cả vùng mười dặm đều rung chuyển. Chẳng trách người thường nhìn thấy sẽ sợ tè ra quần. Sau khi săn được nai, con hổ không vội ăn, rõ ràng là không đói, chỉ là thấy ồn ào mới ra tay. Nó ngoạm con mồi, định kéo về hang. Đúng lúc này, cây cung hai thạch trong tay Trần Tam Thạch kéo căng như vần trăng tròn, một mũi tên la nha tiễn lao vút ra quỳnh mũi tên va chạm với hộp sọ con hổ phát ra âm thanh trầm đục cuối cùng bị kẹt cứng xuyên qua hộp sọ nhưng không làm tổn thương não bộ gây tử vong con hổ này chẳng lẽ gần thành dị thú rồi sao gầm con hổ đau đớn gầm lên một tiếng dùng móng vút bẻ gãy mũi tên trên trán rồi cuốn theo cùng phong lao về phía kẻ tấn công nhìn tận mắt một con hổ lao về phía mình mới hiểu sâu sắc thế nào là hổ xuống núi Trần Tam Thạch không hề hoảng loạn, bình tĩnh dương cung lắp tên. Lại một mũi tên nữa. Lần này, mục tiêu hắn chọn là con mắt mềm yếu nhất. Con hổ đang lao tới nhanh như chớp, lại thêm uy thế đáng sợ, muốn bắn trúng mắt khi đang di chuyển, độ khó không khác gì bắn trúng lá liễu ở khoảng cách trăm bước. Nhưng Trần Tam Thạch chính là có thể làm được bắn trúng lá liễu ở khoảng cách trăm bước. Gầm tiếng kêu thảm thiết vang lên, mũi tên bắn mù mắt trái của con hổ. Vèo! tiếp theo là mắt phải. Cả hai mắt của mảnh hổ đều bị mù, máu nhuộm đỏ chòm râu trắng. Điều đáng sợ là, dù đau đớn như vậy, nó vẫn không dừng lại, dựa vào chút thị lực cuối cùng nhảy vọt lên, ba hai lần đã trèo lên cây, thề sẽ xé kẻ tấn công thành từng mảnh. Hổ chắc chắn có khả năng trèo cây. Trần Tam Thạch đã chuẩn bị sẵn, hắn nhanh chóng nhảy sang cây bên cạnh, đồng thời không quên quay lại bắn thêm một mũi tên nữa cuộc chiến của con thú bị dồn vào đường cùng đặc biệt nguy hiểm. Con mảnh hổ có vẻ chưa chết, nhưng nó cũng không thể chống đỡ được lâu hơn nữa. Chỉ cần kéo dài thời gian là được, không cần nóng vội. Con mảnh hổ dựa vào thính giác còn lại để phán đoán phương hướng, cũng nhảy theo qua. Trần Tam Thạch nhảy sang cây khác bắn tên, mảnh hổ tiếp tục trúng tên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần. Dù hổ có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là loài cầm thú, mang trên mình vài mũi tên lại còn mù mắt, nhanh chóng không chống đỡ nổi, rơi xuống từ trên cây cao mười mấy mét. Mất đi sự hung hãn, mãnh hổ không thể chịu đựng được những vết thương, loạn choạng, quẩy đạp, vung vút một cách điên cuồng, máu chảy nhuộm đỏ mặt đất, để lại những rãnh sâu. Kết thúc rồi. Trần Tam Thạch đang chuẩn bị kết thúc cuộc săn này, tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Hai đệ tử võ quán trước đó xuất hiện. Huynh đệ, ta đến giúp ngươi giết con thú này ngụy hút vừa nói vừa rút kiếm định xông tới lúc này con mãnh hổ đã hấp hối chỉ còn thiếu một đòn cuối cùng đâu cần người khác giúp rõ ràng là muốn mượn cớ giúp đỡ để chia phần cúc trần tam thạch kiệm lời trong nháy mắt khai nguyên cung đã bắn ra một mũi tên một cơn gió lạnh thổi qua cổ ngụy hút cứng đờ tại chỗ một lúc lâu cũng không thể cử động mãi đến khi dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo cổ vào áo hắn mới giật mình tỉnh lại. Một sợi tóc, chỉ cách một sợi tóc, động mạch của hắn sẽ bị bắn thủng, sư huynh tên sư đệ bên cạnh cũng sợ hãi không kém. Người này sao lại tàn nhẫn đến vậy chứ, bọn họ chỉ muốn hùa theo kiếm chút bạc, chưa từng nghĩ đến chuyện làm hại ai, tên này, tên này sao vừa lên đã bắn tên. Hơn nữa, tên thật nhanh, bọn họ chỉ thấy đối phương đưa tay sờ vào túi tên bên hông, dây tiếp theo mũi tên đã bắn tới. Ngụy hút ôm vết thương ở cổ liên tục lùi lại, nào còn dám tiến lên nửa bước. Phản kháng, hắn có mù đâu. Con hổ lớn kia cũng đều sắp bị giết chết rồi, còn không giết được hắn sao, trên cây. Trần Tam Thạch sau khi dọa bọn hắn, cất cung tên, hai tay cầm lô dịp thương, cân xanh trên cánh tay nổi lên, như những con rắn nhỏ cuốn quanh, hướng mũi thương vào đầu hổ từ trên cây nhảy xuống đất. Phập mũi thương sắc bén xuyên qua đầu hổ, đóng chặt nó xuống đất, hắn quỳ một gối đè lên người mảnh hổ, cảm nhận sinh khí nhanh chóng suy yếu, cho đến khi hổ hoàn toàn bất động mới rút cây thương dính đầy máu thịt đỏ trắng ra giải quyết xong con hổ lớn Trần Tam Thạch lại kéo con nai lúc nãy lại vác cả hai con mồi lên người không đến một nghìn cân đối với một võ giả luyện huyết tinh thông thì không là gì cho đến lúc này Ngụy Húc mới hoàn hồn lại bọn hắn nhìn thiếu niên đang vác sát mảnh hổ không ngừng lùi lại giữ khoảng cách nói lắp bắp ngài là ai sao lại bá đạo như vậy chỉ là một tiểu kỳ trong quân mà thôi trần tam thạch không hề sợ hãi tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện hai người này nếu thật sự dám đánh trả không đợi đưa tay đã bị hắn bắn chết chỉ một câu không đỡ nổi mũi tên của hắn cảnh giới cao hơn hắn cũng vô dụng võ giả luyện huyết không có đặc tính nhục thân chống đỡ được vũ khí sắc bén nói nhảm ngụy hút chưa từng thấy tiểu kỳ nào có tài bắn tên giỏi như vậy hơn nữa sư phụ đã dặn dò, gần đây hướng Đình Xuân đang tìm cớ gây sự, ngàn vạn lần đừng chọc vào người trong quân đội, nếu không chết cũng không ai quản bọn hắn. Hắn và sư đệ run rẩy nhường đường, sợ đối phương lại bắn thêm một mũi tên nữa. Trần Tam Thạch đường hoàng đi ngang qua trước mặt bọn hắn. Hắn không còn sợ nữa, ở vùng núi sâu giàu có này, hắn không chỉ có thể đến mà còn có thể khiến người trong võ quán phải cúi đầu, lần săn hổ này, độ thuần thục của cả hai hai hạng kỹ năng đều được chiếm được tăng lên. Theo dấu, tiểu thành, tiến trình, 55 phần 1 nghìn. Kỹ năng, bắn cung, tiểu thành, tiến trình, 150 phần 1 nghìn. Kỹ năng bắn cung của hắn tiến bộ chậm hơn. Có liên quan đến cây cung. Cây cung hai thạch mà Trần Tam Thạch sử dụng trước đó, sau khi võ công của hắn tăng lên, nó lại trở nên nhẹ bẩn. Xem ra lại phải đổi cung tên rồi. Cung tên trên hai thạch cần phải tự mình đến xưởng rèn của thợ thủ công ở sở thiên hộ để đặt làm nói đến đây xương của con hổ này rõ ràng cứng hơn nhiều so với những con thú dữ thông thường liệu có thể dùng nó là một phần nguyên liệu cho cây cung mới không may nhờ có triệu tiều thúc nếu không ngọn núi lớn như vậy ta phải mệt mỏi lắm mới tìm được nơi ẩn náu của con hổ bước qua con suối nhỏ trần tam thạch trở lại phía nam nhị trọng sơn triệu tiều ngô đạt và Tra nghị ba người họ đều đang đợi ở đây điều này nằm ngoài dự đoán của hắn dù sao cũng là đi săn hổ họ không yên tâm. Một lý do khác, họ cũng sợ Trần Tam Thạch bị các đệ tử võ quán nhắm vào. Ngay cả khi có chuyện xảy ra, họ cũng không giúp được gì, nhưng vẫn muốn đợi. Nói thẳng ra, nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng có người nhặt xác, không đến nỗi mất tích. Đây cũng là lý do những người thợ săn bọn họ đoàn kết lại. Xem ra, là họ đã lo lắng quá nhiều. Thạch ca, ngươi thật sự quá mạnh, ra nghị nhìn móng vuốt và răng nanh của con hổ, dù đã chết nó vẫn còn đáng sợ, hắn không dám nghĩ đến việc nó còn sống sẽ đáng sợ đến mức nào. Con chó săn dưới chân hắn càng là nằm rạp người xuống, không dám thở mạnh. Đôi mắt của Ngô Đạt gần như muốn rớt ra ngoài, người tập võ, có thể đánh chết cả hổ sao, thạch đầu thật sự có tiền đồ rồi, không chỉ có thể đánh hổ, xem ra còn không có ai dám làm khó hắn. Triệu Tiêu cười nói, vậy chúng ta nhanh chóng xuống núi thôi. Trần Tam Thạch nhìn về phía mấy người so sánh với nhau thu nhập của bọn họ có vẻ rất thảm hại không gì khác ngoài gà rừng thỏ rừng các loại không săn được bất kỳ con thú lớn nào trần tam thạch đột nhiên dừng lại đặt hổ và nai xuống đất mở miệng nói triệu thúc ta không mang nổi mọi người có thể giúp ta cùng mang vào huyện thành không vẫn theo quy tắc cũ thạch ca ngươi có thể đánh chết cả hổ lớn hẳn là có thể mang nổi chứ trang nghị ngây ngô nói im miệng Triệu tiêu trừng mắt nhìn hắn. Tên ngốc này, sao lại không nhìn ra được, thạch đầu là thấy bọn họ không có thu hoạch gì, muốn mượn cớ giúp mang đồ, cho bọn họ một ít tiền. Một nhóm bốn người đến huyện thành. Sau khi giám định, con hổ này quả thực không tầm thường, tuy không tính là dị thú, nhưng cũng không phải mảnh thú bình thường, giá cả tương đối đắt hơn. Con hổ tổng cộng nặng 700 cân, tổng cộng trị giá hơn 150 lượng bạc. Tuy nhiên, Trần Tam Thạch giữ lại tim hổ, mật hổ, da hổ, xương hổ, cộng thêm 50 cân thịt hổ để sử dụng riêng, cuối cùng nhận được 68 lượng bạc. Nai được một lượng bạc. Tài nguyên để luyện huyết tiểu thành, cũng tạm đủ rồi. Xử lý xong mọi việc, cất bạc vào túi, trời đã dần tối. Ba người triệu tiều vội vã quay về. Gần đây giáo phái gì đó làm loạn dữ quá, ngày nào cũng có người chết, chúng ta nhanh chóng về nhà thôi, thạch đầu ngươi cũng cẩn thận một chút. Vu thần giáo trần tam thạch cảm thấy kỳ lạ theo lý mà nói đám người này ẩn náu ở bà dương hẳn là nên rụt đầu lại sao còn dám chạy ra ngoài làm loạn cũng không biết khi nào mới có thể tìm được bọn hắn cầm bạc trần tam thạch đến hiệu thuốc kết quả là đã đóng cửa không chỉ tiệm thuốc vân hạc mà tiệm thuốc vân hạc cũng đóng cửa đến muộn rồi sao hắn không vội vàng ngày mai đến cũng được vội vã về nhà cố tâm lan và vợ của từ bân là đồng thị đang khâu đế giày trong sân nhìn thấy có người khoác da hổ đầy máu xông vào sợ hãi run rẩy la hét không ngừng thạch ca nhi cố tâm lang tim đập thình thịch không dám tin nói ngươi đã giết một con hổ lớn trần tam thạch có chút lúng túng ném đồ xuống xin lỗi đồng thị tẩu tẩu ta không biết ngươi ở đây không sao không sao đồng thị nhìn thiếu niên đầy máu không dám ở lại nữa vội vàng rời đi thạch ca nhi ngươi cũng thật là cố tâm lan bình tĩnh lại tiến lên dở hàng đồng tỷ tỷ còn đang mang thai là lỗi của ta trần tam thạch cởi áo giáp vất vả cho lan tỷ nấu cả tim hổ và thịt hổ da hổ để khi nào rảnh thì xử lý làm thành thảm hoặc gì đó đã là cuối thu ngày càng lạnh da hổ có thể dùng để giữ ấm được chàng đi rửa mặt trước đi cố tâm lan quay người vào bếp bận rộn trên bàn ăn từng món ăn được dọn lên Tim hổ và thịt hổ không cần phải nói, thịt bò, trứng vịt muối, cơm trắng đều có đủ, thêm vào đó là bổ huyết thang làm canh, rất thịnh soạn. Trần Tam Thạch ôm tim hổ gặm. Thạch ca nhi, ăn ít, ít thôi. Cố tâm lan cắn môi, mặt đỏ bừng, do dự khuyên nhủ. Ừm. Trần Tam Thạch sững sờ. Hắn nhớ lại, lần trước sau khi ăn tim gấu, dường như khí huyết quá mạnh, khiến lan tỉ mệt mỏi. Không sao. Trần Tam Thạch nhai ngồn ngoàm, ta bây giờ không giống trước đây, có thể kiểm soát được. Tim hổ mua riêng, ít nhất cũng phải 30 lạng bạc trở lên, chưa chắc đã mua được. Dù sao hổ cũng không giống như thỏ, khắp núi đều có. Ăn vài miếng thịt hổ vào bụng, toàn thân Trần Tam Thạch bắt đầu nóng như lửa, hiệu quả còn mạnh hơn cả thịt gấu, ngoài ra, hắn còn có một loại cảm giác nga ngược. Cứ như thể hắn là con mảnh hổ đó, muốn điên cuồng khát máu giết chóc. Nhân lúc còn sức, Trần Tam Thạch nhét vào miệng hai miếng thịt bò cho đỡ đói, lại uống hết bát bổ huyết thang đã nấu xong, sau đó xách cây lô diệp thương ra sân bắt đầu luyện tập. Lúc này đang là cuối thu, trước cửa nhà họ lại có nhiều cây cối, lá khô bị gió thổi vào sân, đầy đất. Cây thương vù vù, cuốn theo những chiếc lá khô và ngúa trong sân, giống như hàng ngàn con bướm đang bay múa xung quanh thiếu niên, nhưng những con bướm này lại tỏa ra sát khí vô tận, chúng bay càng lúc càng nhanh, gần như biến thành lốc xoáy, dường như muốn nghiền nát tất cả những gì đến gần sát khí đằng đằng lại đẹp không tả xiết cố tâm lan nhìn đến ngây người mới có bao nhiêu ngày hơn một tháng trước nhà họ còn đang lo lắng không biết làm sao để nộp đủ thuế giờ đây nhà không chỉ có cơm ăn áo mặc mà nam nhân của nàng còn học được một thân võ nghệ tuyệt vời cứ như một giấc mơ một người luyện võ một người đứng xem mặt trời lặn lúc nào không hay trời dần tối những ngôi sao lấp lánh trên màn đêm Trần Tam Thạch ướt đẫm mồ hôi mới chịu dừng lại. Phù hắn thở dài một hơi, cắm cây thương xuống dưới gốc cây mơ trong sân. Công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt, tinh thông, tiến độ, 120 phần 1 nghìn, hiệu quả, thương thế nhanh nhẹn, sức chịu đựng kinh người, khí huyết dồi dào thịt hổ này, thật sự là hiệu quả vượt trội, ngày mai mua thêm thuốc bổ, trong vòng nửa tháng, nhất định có thể đột phá đến tiểu thành, xì si, mặc dù đã luyện thương pháp liên tục mấy canh giờ, Trần Tam Thạch vẫn cảm thấy thịt tim hổ và bổ huyết thang đang tiếp tục phát huy tác dụng, khiến máu hắn sôi lên, nhưng cơ bắp của hắn thực sự cần. Nghỉ ngơi một chút. Lại đây, lau mồ hôi đi. Cố Tâm Lan đã chuẩn bị sẵn khăn mặt từ trước, khi những tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán thiếu niên. Đói rồi à, muốn ăn gì, á, à, cổ tay mảnh khảnh của nàng đột nhiên bị nắm chặt. Thạch ca, chàng làm gì vậy, làm, Trần Tam Thạch trực tiếp bế ngang eo Lan Tỷ Nhi lên, đi thẳng đến phòng ngủ. Đã nói rồi, đừng ăn nhiều tim thú như vậy, ngày hôm sau. Khi Trần Tam Thạch đến cổng doanh trại, hắn tình cờ gặp một đội người vừa trở về trong bộ dạng phong trần mệt mỏi. Người dẫn đầu là La Đông Tuyền cưỡi ngựa. Trên chiếc xe tù ở giữa đội, một nam tử bị giam giữ. Nam tử mặc quần áo của người dân thịnh triều, nhưng khuôn mặt trông vẫn có chút khác biệt, có vẻ hơi không hài hòa. La Đông Tuyền liếc nhìn Trần Tam Thạch một cái không nói gì dẫn người vào doanh trại hùng bách hộ trần tam thạch tìm thấy hùng bách hộ ở cuối đội người này chẳng lẽ là đúng là vua thần giáo hùng bách hộ chửi rủa nói tên tiểu tử này thật to gan cả thành đang truy nã bọn chúng vậy mà hắn còn dám chạy đến xuân mãn lâu tìm cô nương lớn ga như vậy sao trần tam thạch hỏi đúng vậy hùng bách hộ nói nếu không phải ta vừa lúc ở phòng bên cạnh tranh giành như yên cô nương với hắn thì ai có thể ngờ được. Quả thật là nơi tối tăm dưới ánh đèn, Trần Tam Thạch không quan tâm đến chuyện này. Hắn quan tâm đến Tiên Bảo, người của Vu Thần giáo đã bị bắt hết chưa? Chưa. Hùng Bách hộ sờ mũi, nhưng cũng sắp rồi, bắt được một tên chẳng lẽ còn không hỏi ra được những tên còn lại trốn ở đâu. Chỉ là chuyện vài ngày nữa thôi. Trần Tam Thạch thở phào nhẹ nhõm. Chuyện chưa kết thúc, có nghĩa là chìa khóa Tiên Bảo chưa bị tìm thấy vẫn còn cơ hội tất nhiên hắn sẽ hành động tùy cơ ứng biến sẽ không vì chuyện này mà mạo hiểm tính mạng dù sao hộp cũng ở trong tay hắn chỉ cần biết chìa khóa rơi vào tay ai từ từ cũng được nhìn đội ngũ tiến vào doanh trại trần tam thạch cũng bận rộn với công việc của mình hắn đến xưởng rèn của thợ thủ công đưa ra yêu cầu của mình người phụ trách họ ngưu tên cái là một nam tử trung niên cởi trần cơ bắp cuồn cuộn trên người rất bắt mắt hắn dừng công việc đang làm, dùng một miếng dẻ rách lau mồ hôi trên đầu, ngươi muốn cây cung nặng bao nhiêu, 10 thạch. Trần tam thạch còn lại không nhiều xương hổ, chỉ có vài mảnh cứng hơn. Xương hổ. Ngu cái cầm hộp sọ, sờ soạn nói, thay thế sừng trâu, gỗ cứng, dùng để làm cánh cung rất tốt, nhưng nếu làm thân cung thì hơi thiếu độ dẻo dai, ta đề nghị ngươi dùng tử kim trúc biến dị trên 50 năm. Ngay cả như vậy, cũng khó có thể làm ra cung 10 thạch, nhiều nhất chỉ 6-7 thạch mà thôi. 6-7 thạch? Trần Tam Thạch hỏi, làm thế nào mới có thể làm ra cung 10 thạch? Hắn vẫn hy vọng có thể làm ra một cây cung nặng có tác dụng rèn luyện, để khỏi phải liên tục thay đổi cung tên. Ngu cái giải thích, nói chung, dây cung đều lấy sừng và gân trâu làm nguyên liệu, có giới hạn nhất định, cho dù có ép buộc làm ra cung tên có lực kéo 10 thạch, hiệu quả thực chiến cũng sẽ rất kém, cân hổ cũng không được, trừ phi là dị thú loại trâu, hoặc dị thú tốt hơn còn hâu thì sao? Trần Tam Thạch dừng lại, ý ta là, bạch lộc dị thú. Gân hưu dẻo dai, dị thú lại càng tốt hơn, đương nhiên có thể. Ngưu cái nói, nếu ngươi thật sự có thể tìm được dị thú loại hưu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một cây cung vượt quá mười thạch. Nhưng nói trước, tiền vật liệu ngươi phải tự bỏ ra. Ngưu cái bẻ ngón tay, tử kim trúc 50 năm, cộng thêm các vật liệu quý khác, ít nhất cũng phải 50 lượng. Bao nhiêu? Trần Tam Thạch hít vào một hơi lạnh. Ngươi tưởng tử kim trúc biến dị dễ tìm lắm sao? Ngu cái thẳng thắn nói, thực ra theo ta, cung sáu bảy thạch cũng đủ dùng rồi, nếu thật sự đánh trận thì có xe nỏ, cần gì phải phiền phức thế, xương hổ cứ để ở đây. Trần Tam Thạch không định thay đổi quyết định, đợi ta kiếm được cân dị thú, ngươi hãy làm cung. Xem ra hắn thật sự phải nghĩ cách kiếm con bạch lộc kia. Dị thú hiếm có đắt đỏ, nếu kiếm được bạch lộc, cũng sẽ không thiếu 50 lượng tiền vật liệu. Tạm biệt thợ thủ công, Trần Tam Thạch trở về doanh trại. Buổi sáng sau khi luyện tập xong, buổi chiều tuần tra thành như thường lệ. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đi mua thuốc, kết quả lại thấy bản hiệu của tiệm thuốc, Vân Hạc, đã được tháo xuống và thay thế bằng, Vân Hạc, cũ. Đây là thiếu quán chủ bị thúc thúc nuốt chửng hết gia sản hay có chuyện gì khác, người không có ở đây hôm qua nên không biết. Hứa văn tài, người đi theo xem náo nhiệt, nhận ra sự nghi ngờ của trần tam thạch thiếu quán chủ của võ quán vân hạc gần đây đã đột phá đến cảnh giới luyện cốt vào đêm qua tập kích giết chết thúc thúc của mình giành lại gia sản đột phá trong ấn tượng của trần tam thạch không phải mọi người đều nói thiếu quán chủ vân hạc có tư chất bình thường rất có thể sẽ mắc kẹt ở cảnh giới luyện cốt cả đời sau từ khi bị thúc thúc chiếm đoạt gia sản đến nay mới bao lâu đột nhiên đã đột phá là dấu tài hay là có thuyết pháp khác may mắn thay tiệm thuốc Vân Hạc đã hoạt động trở lại bình thường và không tăng giá vì đã giành lại được gia sản, vẫn giảm giá 20%. Hai phần cử chuyển bổ nguyên thang. Hai gói giấy được buộc bằng dây thường được đưa đến tay hắn, giá là 52 lạng bạc. Số bạc kiếm được từ việc đánh hổ còn chưa kịp cầm ấm tay, phần lớn đã lại ra đi. Võ đường thật là, siêu lợi nhuận, nhưng dù sao cũng là đầu tư cho bản thân, không thể keo kiệt được. Mua thuốc xong, cũng đến giờ đổi ca về doanh trại. Hứa tiên sinh Trần Tam Thạch hỏi hứa văn tài, ngươi có sách ghi chép về những loài thú quý hiếm không? Có. Hứa văn tài vội vàng đi tìm sách. Chiếc giường gỗ của hứa văn tài không lớn, hơn một nửa chất đầy sách, chỉ còn một không gian rất nhỏ để ngủ. Hứa văn tài thậm chí không cần lục lọi, đã chuẩn xác lấy ra một cuốn sách, chính là cuốn sách ghi chép về những loài thú quý hiếm. Cuốn trước ta còn chưa đọc xong, để ta đọc xong rồi sẽ trả ngươi cùng một lúc trần tam thạch cảm ơn làm phiền tiên sinh rồi đại nhân hà tất khách khí muốn đọc sách cứ trực tiếp đến lấy hứa văn tài tỏ ra vô cùng nhiệt tình trần tam thạch biết tên này sợ mình chê hắn vô dụng mà đá hắn đi gần đây cứ một tiếng đại nhân lại một tiếng đại nhân gọi rất thân thiết muốn ngăn cũng không được thực ra hoàn toàn không cần thiết như vậy hắn cầm sách về nhà nhân lúc cơm nước chưa xong liền mở ra đọc Cuốn sách có tên Sơn Hà Du Ký là ghi lại những những điều mắt thấy tai nghe của một lữ khách thích ngao du sơn thủy hơn ngàn năm trước. Lại đi về phía đông 300 dặm là núi Lập Sơn, nhiều nước, không cây cỏ. Có cá, hình dạng như trâu, có cách ghi chép nội dung bên trong, giống với Sơn Hải Kinh mà Trần Tam Thạch đã đọc, thậm chí có một phần sinh vật cũng giống nhau. Lại về phía tây 300 dặm, có hiện sơn, trong đó có nhiều minh xà, hình dạng như rắn mà có bốn cánh, tiếng keo như tiếng chuông, thấy thì ấp đó sẽ gặp hạn hán lớn. đều là bạc. Trần Tam thạch đọc đến mê mẩn, lại lật thêm vài trang, cuối cùng cũng thấy thứ hắn muốn tìm. lại về phía nam một trăm dặm, có núi Hổ Sơn, trong đó có Bạch Lộc, đầu mọc bốn sừng, tai nghe tám phương, thích ăn bảo chi, thịt hơi chua, đại bổ. Bạch Lộc. xem ra hổ đầu sơn mạch thật sự có. trước tiên nâng cao tu vi đợi đến khi luyện huyết tiểu thành, lại lên núi tìm bạch lộc. Trần Tam Thạch khép sách lại. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến tháng 11. Thời tiết bắt cảnh trở nên càng thêm lạnh lẽo. Mười ngày liên tiếp, Trần Tam Thạch đều sống theo nề nếp. Luyện võ, ăn cơm, tuần thành. Về phần vua thần giáo, nghe nói tên tù binh kia miệng rất cứng, bị tra tấn liên tục bảy ngày cũng không khai nửa lời, cuối cùng tìm được cơ hội liền cắn lưỡi tự tử thế là manh mối bị đứt tiếp tục lục soát thành trần tam thạch cũng không vội đồ vật đến càng muộn đối với hắn càng có lợi trên diễn võ trường vừa uống xong một bát cử chuyển bổ nguyên thang trần tam thạch cảm thấy toàn thân từng lỗ chân lông đều nóng lên hiệu quả của bổ nguyên thang cấp đôi bổ huyết thang hắn chấp tay nói từ kỳ quan hôm nay muốn làm phiền ngươi dùng toàn lực toàn lực cầm đao từ bân sử người ngươi chắc chắn chắc chắn trần tam thạch gật đầu cùng cảnh giới đối phương đã không còn tạo ra bất kỳ áp lực nào cho hắn tốt từ bân không từ chối hắn đã sớm muốn dốc toàn lực không phải muốn thắng mà là cùng khí huyết tên tiểu tử này thật sự quá đáng sợ ở trước mặt thiếu niên hắn giống như một khúc gỗ luyện công hoàn toàn không đe dọa được người ta chỉ là dựa vào đao pháp lâu năm để chống đỡ không đến nổi quá chật vật. Xem đao, từ bân hét lớn, khí huyết cấp độ tiểu thành đột nhiên bùng nổ, lao tới chém một đao, như sói hoang dáng xuống từ trên trời, Trần Tam Thạch cũng dốc toàn lực, hai luồng khí huyết ngưng tụ trên cánh tay, trường thương như hóa thành ảo ảnh. Đang 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 kim loại va chạm. Từ bân kinh ngạc phát hiện ra. Hắn dùng toàn lực, vậy mà cũng không thể áp chế thiếu niên, cảnh giới luyện huyết tinh thông của đối phương, về sức mạnh thuần túy không hề thua kém hắn, về độ bền, càng không cần phải nói. Không quá 10 hiệp, hổ khẩu cầm đao của từ bân tê dại, hoa mắt chóng mặt, bắt đầu không thể phán đoán trường thương của đối phương sẽ đâm tới từ hướng nào, hạ bàn càng lúc càng lỏng lẻo, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Dừng dừng dừng. Không đánh nữa, từ bân vội vàng hô lên. Ken. Trần Tam Thạch thu thương, tiến lên đỡ người, bân ca vất vả rồi, hạo nhiên hô hấp pháp, ưu thế binh khí dài, thương thế nhanh mạnh, khí huyết hùng hậu từng ưu thế chồng chất lên nhau, hắn quả nhiên có thể dễ dàng đánh bại luyện huyết tiểu thành. Ngươi, ngươi sắp tiểu thành rồi sao? Từ bân nhận ra điều không ổn, mới mấy ngày, có lẽ ta ăn nhiều thuốc bổ. Trần Tam Thạch nhìn vào bản thông tin. Kỹ năng, thương pháp cơ bản binh tốt, tinh thông, tiến độ, 910 phần 1 nghìn, hiệu quả, thương thế nhanh mạnh, sức chịu đựng kinh người, khí huyết dồi dào giống như dự đoán của hắn, trong vòng nửa tháng sẽ đột phá tiểu thành. Mấy chục lượng bạc cuối cùng cũng không uổng phí. Sau này ta không thể luyện tập cùng ngươi nữa. Từ bân lau đi mồ hôi lạnh. Điều này thật quá đáng sợ. Hoàn toàn không phải vấn đề thuốc bổ. Nếu đổi lại thành hắn, dù có ăn thêm bao nhiêu thuốc bổ cũng không thể có tốc độ tiến bộ này, ngược lại còn có thể bị trúng độc. Tên tiểu tử này, đời này rất có thể sẽ trở thành võ giả luyện tạng, thậm chí cao hơn, bân ca vất vả rồi, tối nay mời ngươi uống rượu. Trần Tam Thạch biết, việc làm người đối luyện không phải dễ dàng gì. Được. Từ bân không khách sáo. Ông khi hai người chuẩn bị đi, tiếng tập hợp vang lên không có chút báo trước. Một viên truyền lệnh quan cưỡi ngựa nhanh, chạy giữa doanh trại và khu quân sự, giọng nói vang dội. 300 quân phòng thủ tập hợp, phát hiện ra dấu vết của vu thần giáo ở huyện Thành Bà Dương, tập hợp vây quét, tập hợp vây quét nhanh chóng tập hợp, còn lề mề gì nữa, quân lệnh như núi, các ngươi không muốn sống nữa sao, dưới sự thúc giục của truyền lệnh quan, trong vòng một chén trà, 300 quân phòng thủ đã tập hợp đầy đủ. Trần Tam Thạch đương nhiên cũng có mặt. Người dẫn đầu là Hùng Bách Hộ và Lưu Bách Hộ, không thấy bóng dáng của hướng Đình Xuân. Xuất phát, một tiếng hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Thật là đột ngột. Trần Tam Thạch xem như lần đầu tiên chân chính chấp hành một nhiệm vụ đối mắt với địch nhân. Ung Bách Hộ đâu, hắn không có ở đây. Lưu Bách Hộ bước tới nói, sáng sớm hôm nay, Thiên Hộ Đại Nhân lấy danh nghĩa đại khách mở yến tiệc, tập trung các quán chủ của bốn võ quán lớn đến bác bảo tử lâu, sau đó để ung Bách Hộ và La Bách Hộ dẫn theo 200 người đi cùng họ, đến nay vẫn chưa trở về. Yến tiệc, e rằng đây là đang giam lỏng võ quán, không để họ can thiệp vào hành động lần này. Xem ra hôm nay đã thật sự tìm ra nơi ẩn náu của vua thần giáo, hướng định xuân nhất định phải lấy được tiên bảo xem ra không có thời gian để ta tăng cường thực lực rồi tùy cơ ứng biến vậy vẫn là câu nói đó trần tam thạch sẽ không mạo hiểm quá lớn vì bảo vật hướng đình xuân đích thân tham gia đã đạt đến cấp độ tranh đấu của võ giả luyện tạng hắn muốn tham gia cũng không tham gia được chờ thời cơ hành động nếu thật sự có cơ hội hắn sẽ thử xem không có thì thôi thiên hộ đại nhân bắt người thì bắt người tại sao lại giam lỏng võ quán có liên quan đến việc để họ phải chảy máu không lưu bách hộ và hùng bách hộ cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lý do cụ thể cấp trên không nói họ cũng không hỏi có một số việc không phải biết càng nhiều thì càng tốt tam thạch lưu bách hộ vỗ vai hắn đợi lát nữa đến nơi ngươi không cần xông lên trước dẫn người của ngươi ở lại phía sau chặng đường là được u mập đối với ngươi thật tốt hùng bách hộ vác chiến phủ vì chuyện này, hắn còn phá lệ đồng ý sau này mời chúng ta đi xuân mãn lâu một chuyến. Cảm ơn hai vị bách hộ đại nhân. Trần Tam Thạch lui xuống, đi tìm người dưới trướng mình. Ha ha! Chu Đồng có vẻ hơi phấn khích. Hắn đã đột phá luyện huyết được vài ngày, đang buồn không có chỗ dùng vỏ. Liền để ta giết mấy tên mang di, hứa văn tài thì đang run rẩy cây trường mô dùng để kết trận trong tay hắn hoàn toàn trở thành một cây gậy. Hắn lắp bắp nói, đại nhân, ta nghe nói rằng vua thần giáo giết người không chớp mắt, ta không biết một chút võ công nào cả, đồ vô dụng, nếu không thì ngươi mau chạy đi. Chu đồng như thường lệ không ngừng mắng nhiếc hắn, đồ tham sống sợ chết, hứa mổ ta không sợ chết. Hứa văn tài ôm cây trường mâu, lớn tiếng nói, ta chỉ sợ chết, chết mà không ai biết, chật. Chu đồng lười để ý đến hắn. Võ tốt vương lực thì tương đối bình tĩnh, kỳ quan đại nhân, chúng ta lát nữa nên làm gì, nghe theo sự sắp xếp của bách hộ đại nhân trần tam thạch nhìn những người dưới quyền đừng sợ chỉ là vây quét thôi cao thủ thực sự sẽ có thiên hộ đối phó ước chừng chúng ta nhiều nhất chỉ là phong tỏa đường đi hơn nữa từ ngày nhập ngũ sớm muộn cũng sẽ có ngày này đại nhân nói đúng vương lực phụ họa thay vì sau này thực sự lên chiến trường mà lúng cuốn tay chân không bằng nhân cơ hội này thử thách một chút một nhóm người gia nhập đội ngũ 300 người hùng dũng tiến về phía huyện Bà Dương. Nhưng mục tiêu của họ không phải là huyện thành. Cách cổng thành phía nam huyện Bà Dương năm dặm có một ngôi chùa tên là Kim Trung Tự, giáo đồ vua thần giáo giáp ở trong khoảng thời gian này ẩn náu trong đó, mãi đến hôm qua mới bị một bách hộ đi lễ Phật nhìn thấy manh mối, báo cáo lên thiên hộ. Ngoài cổng thành phía nam, có một ngọn núi nhỏ. Dưới chân núi, có một tấm bia đá xanh cao hai trượng, khắc ba chữ, Kim Trung Tự bên cạnh tấm bia, một bậc thang uống lượng từ từ nâng cao, những người hành hương thành kính xếp hàng dài, thông đến ngôi chùa đỏ son trên sườn núi, rõ ràng có rất nhiều người nhưng lại đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng chung thỉnh thoảng vang lên từ tòa nhà ẩn hiện giữa những cây thông và cây bách cổ thụ, cùng với làn khói hương nhà nhạt bay ra. Ngoài chùa, có một quán trà cho khách hành hương nghỉ ngơi. Hướng đình xuân mặt thường phục ngồi trên chiếc ghế dài, thông thả nhấp một mụn trà. Bên cạnh hắn, có hai bách hộ cũng mặc thường phục ngồi một người họ Phùng, một người họ Triệu. Phùng Bách Hộ cúi đầu nói nhỏ, đại nhân, quân sĩ vệ sở sẽ đến trong vòng nửa nén hương, hình thành thế bao vây kim trung tự, nhưng, chúng ta không cần sơ tán dân chúng sao, sơ tán. Hướng Đình Xuân không biểu cảm, nghịch chén trà, sơ tán họ, chẳng phải là báo tin cho giáo đồ vu thần giáo giáp sao, nhưng mà, Phùng Bách Hộ nói với vẻ mặt không đành lòng, người của vu thần giáo có đến hơn 20 người, lát nữa chắc chắn sẽ gây ra không ít chuyện nếu không sơ tán người dân e rằng sẽ có không ít người vô tội bị liên lụy hướng đình xuân nói với giọng lạnh lùng chết vài ba dân đen có gì đáng kể thiên hộ đại nhân ngài hai vị bách hộ phùng triệu trong lúc nhất thời không biết phải nói gì muốn làm việc luôn phải trả giá chẳng phải vậy sao hướng đình xuân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống trầm giọng nói một tướng công thành vạn cốt khô thế gian này xưa nay vẫn vậy nhưng bọn họ là dân thường Phùng Bách Hộ lấy hết can đảm nói, ta nghĩ vẫn nên đủ rồi. Hướng Đình Xuân ngắt lời, Phùng Dung, Triệu Kha nghe lệnh, hai người các ngươi dẫn một đội tinh nhuệ theo ta giả làm hương khách xâm nhập vào chùa, đồng thời phải đảm bảo cho Lưu Kim Khôi và Hùng Thu An chặn hết mọi con đường xuống núi, để lọc một tên, ta sẽ xử tội các ngươi, rõ, Phùng và Triệu hai người không dám nói thêm lời nào, lập tức phi thân rời đi để truyền lệnh. 300 binh sĩ vệ sở sau khi xuất thành, dưới sự chỉ huy của các bách hộ đã phân tán ra, từ bốn phía bao vây ngọn đồi nhỏ nơi kim trung tự tọa lạc, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và yên lặng. Trần Tam Thạch cùng với Phương Tổng Kỳ và 50 người được được bố trí ở ngã tư đường xuống núi, ẩn mình trong rừng rậm hai bên, phụ trách vây bắt những kẻ lọt lưới. Phương Tổng Kỳ ra lệnh với âm lượng vừa đủ để mọi người có thể nghe rõ trường thương binh phụ trách phong tỏa đường, cung thủ tự tìm vị trí có tầm nhìn thoáng để tác chiến, thủng đao binh bảo vệ trường thương binh, một khi có người xông đến thì lập tức tiêu diệt, một cái đầu của giáo đồ vua thần giáo, võ tốt được thưởng một bát bổ huyết thang, trận tốt được thưởng ba lượng bạc hoa tuyết. Những ai có cảnh giới cao hơn sẽ được thưởng khác, đợi khi trên núi có người bắn tên hiệu, chính là lúc bắt đầu chiến đấu, thiên hộ đại nhân có lệnh, không được để một ai sống sót, sau khi bố trí xong, gần 50 người đều vào vị trí. Đại, đại nhân Chiếc mũ đỏ trên đầu hứa văn tài lệch đi, tay cầm giáo cũng không vững, ta thật sự không biết võ công, chu huynh. Trần Tam Thạch lên tiếng, lát nữa đánh thật, nhớ để ý đến hắn trần huynh ngươi cứ chịu trụng lão tiểu tử này mãi chu đồng tay cầm giáo trên lưng còn đeo một cây ô thiết chùy chính là binh khí phù hợp với công pháp mà hắn chọn tu luyện nhưng trong tay cũng cầm một cây trường thương chế tác theo tiêu chuẩn võ tốt trước khi trở thành võ quan trên chiến trường cũng cần hòa nhập vào trận hình không thể phá vỡ đội hình chỉ có võ quan mới có thể tùy tình hình mà chỉ huy di chuyển tự do lăn lại đây chu đồng như đang lôi gà con sách hứa văn tài đến bên cạnh. Mọi người im lặng, trong rừng tràn ngập không khí căng thẳng. Nhiều người trong số họ chưa từng thật sự cầm đao thật thương thật ra trận, làm sao có thể không lo lắng, may mà người đủ đông, cũng không đến nỗi quá sợ hãi. Chiếu không biết qua bao lâu, một tiếng kêu bén nhọn vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc. Tại Kim Trung Tự Hậu viện Thiền Phòng Hai tên mang tộc giả làm tăng nhân quỳ ngồi trên bồ đoàn. Ngoài cửa, Tiếng vũ khí va chạm và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đà chủ Tên tăng nhân mỏ nhọn lo lắng bất an. Hướng Đình Xuân đã phái người bao vây kim trung tự. Chúng ta phải làm sao nếu chị Ngọc cũng rơi vào tay bọn chúng. Chẳng phải là nam tử được gọi là đà chủ tỏ ra bình tĩnh hơn. Hắn từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc, đưa cho tên tăng nhân mỏ nhọn. Đà chủ Tên tăng nhân mỏ nhọn tỏ vẻ hoảng hốt. Không thể được, tiên bảo vô cùng quan trọng sao có thể giao vào tay ta, hướng định xuân nhận ra ta. Đà chủ thản nhiên nói, hắn nhất định sẽ bám riết lấy ta, đồ vật ở trong tay ta, ngược lại không an toàn. Ta sẽ kéo chân họ hướng, ngươi tìm cách chạy thoát, nếu thật sự không còn cách nào, hãy giấu chì ngọc đi. Tên tăng nhân mỏ nhọn cẩn thận nhận lấy đồ vật, chúng ta hôm nay, thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Đều tại tên phản đồ chết tiệt kia, lại dám mang tiên bảo đến đây dân cho người khác, nếu không, hai bộ tộc thác bạc bộ và vũ văn bộ đã sớm liên hợp thống nhất thảo nguyên công phá triều đình đại thịnh rồi tiến hành thay thế chỉ là chuyện sớm muộn không cần hoảng loạn như vậy nam tử trung niên thật sự có chút giống một cao tăng đắc đạo nói chuyện thông thả bình tĩnh cho dù chúng ta thất bại giáo chủ và đại hãn cũng còn có phương án dự phòng cùng lắm cũng chỉ là trao đổi lợi ích với lão hoàng đế của thịnh triều hắn sắp đến rồi ngươi đi đi vâng tên tăng nhân mỏ nhọn cầm chìa ngọc trèo qua cửa sổ biến mất ầm um, một xác chết nặng như tảng đá lớn ầm um, ầm um đập sập cửa gỗ thiền phòng hướng đình xuân đạp lên xác chết bước vào cửa lưỡi trường đao trong tay không ngừng nhỏ máu nói từng chữ một đưa đồ cho ta ai đà chủ nhẹ nhàng thở dài từ phía sau lưng lấy ra hai cây trùy đồng thiên hộ đại nhân ngay cả tiên bảo là cái gì cũng không biết hà tất phải phí sức như vậy đợi ngươi chết bản quan tự nhiên sẽ có thể làm rõ trong thiền phòng đao quang lóe lên. Sau khi tiếng còi báo động vang lên, khoảng 20 phút trôi qua. Trên núi bắt đầu có người chạy trốn về phía mọi người đang trấn giữ con đường nhỏ. Chuẩn bị. Phương Tổng Kỳ giơ tay, chuẩn bị ra lệnh. Cứu mạng, hòa thượng Kim Trung tự giết người, theo đám đông ngày càng đến gần, quan binh nhận ra có điều không ổn. Những người chạy xuống núi ít nhất cũng có gần trăm người. Người của vua thần giáo cũng không phải là quân đội lớn, đi trên con đường nhỏ nơi núi hoang dã lẻn vào nội địa vài chục người còn có thể sao có thể có nhiều người như vậy nhìn qua là biết phần lớn trong số đó đều là dân thường chờ một chút phương tổng kỳ vội vàng ngăn cản cung thủ chuẩn bị bắn tên hét lớn về phía đám đông đứng lại không được xuống núi tất cả đứng lại đại nhân kim trung tự có hòa thượng giết người cứu mạng a đại nhân để ta đi để ta đi đi đám đông hoảng loạn nào chịu nghe Xoẹt phương tổng kỳ rút ra nhạn linh đao, quát lớn, lão tử bảo các ngươi đứng lại, không nghe hiểu sao. Ai mà dám bước thêm một bước, sẽ bị coi là giáo đồ vu thần giáo, giết không tha, nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng, mọi người mới buộc phải dừng bước. Trần Tam Thạch nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, biết hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều người dân vô tội chết. Có vẻ như để không đánh rắn động cỏ, vị thiên hộ đại nhân này thà để chết vài thường dân thêm. Tất cả không được động đậy ai động đậy sẽ bị bắn chết phương tổng kỳ cảnh giác nói mã kỳ quan phần lớn giáo đồ vu thần giáo đều là người mang tộc ngươi dẫn một đội người lên kiểm tra từng người một may mắn thay dù sao cũng là người dị tộc cho dù có cải trang ăn mặc nhưng tướng mạo và giọng nói vẫn sẽ có sự khác biệt cộng thêm việc hỏi han về gia thế và nơi ở tốn thêm chút thời gian cuối cùng cũng có thể phân biệt ra được nhìn thấy không thể che giấu được nữa Giáo đồ vu thần giáo trong đám đông không kìm nén được nữa. Một người giả làm phú hào, giơ tay lên chính là một chưởng, đánh vào sau lưng một ông lão phía trước. Ông lão phun ra một mụn máu, chết ngay tại chỗ. Đám đông vốn đã khó khăn lắm mới kiểm soát được, lại một lần nữa náo loạn, tất cả mọi người đều hét lên, hoảng loạn chạy trốn về mọi hướng. Huynh đệ, giết, giết ra một con đường máu, giáo đồ vu thần giáo không giả vờ nữa, rút ra binh khí bên mình, nhân lúc hỗn loạn giết tới. Đừng hoảng loạn. Phương Tổng Kỳ hô lớn, giao chiến với tên Phú Hào kia, không quên chỉ huy, mỗi tiểu kỳ chia thành một đội, phối hợp lẫn nhau, kết trận vây giết. Giáo đồ vu thần giáo rõ ràng là đang chạy trốn tứ phía. Vì vậy, số lượng người mà họ gặp phải không nhiều, có 7 đến 8 người, hơn nữa không có cao thủ cảnh giới luyện cốt, có vẻ như cao thủ đều đã đột phá từ những hướng khác. Trần Tam Thạch chỉ huy thuộc hạ, phối hợp với một vị kỳ quan khác, vây quanh một gã đại hán độc nhãn. Bọn người chu đồng, vương lực cầm trường mâu, đâm về phía giáo đồ từ bốn phương tám hướng. Đại hán ước chừng có cảnh giới luyện huyết tiểu thành, cả cầm song đao, chém loạn xạ, khó khăn lắm mới dựa vào mang lực tiếp cận mọi người, liền lập tức bị đao thủng binh bức lui, lại rơi vào khổ chiến. Thêm vào đó, bên quân đội có một vị kỳ quan cũng là luyện huyết tiểu thành phối hợp, giáo đồ vu thần giáo không đến 10 hiệp đã lộ ra sơ hở, bị loạn mâu đâm đầy người toàn là lỗ máu đây chính là quân đội những môn phái giang hồ kia không có sức chiến đấu như thế này trần tam thạch cũng không nhàn rỗi kéo cung lớn như trăng tròn dây cung động tiễn bay ra la nha tiễn xuyên qua khe hở giữa đám đông hỗn loạn trực tiếp bắn xuyên thủng mặt một giáo đồ vu thần giáo cách đó hơn trăm bước đầu bột một tiếng đóng vào thân cây chết ngay lập tức không chút đau đớn chết đi một giáo đồ vu thần giáo cảnh giới luyện huyết tiểu thành mò tới từ phía sau, giơ cao loan đao trong tay muốn đánh lén. Lấy thính lực của Trần Tam Thạch sao có thể không nghe thấy, hắn đã chờ đợi từ lâu, ngay khi đối phương giơ đao lên, hắn lập tức quay người bắn một mũi tên. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 10 bước, lực trùng kích của cây cung hai thạch mang theo kẻ đánh lén ngã ngửa ra sau, chưa kịp chạm đất đã bị một cây trường thương đuổi kịp, lưỡi thương lướt qua cổ, đầu lìa khỏi xác, cái đầu như quả bóng, lăn lông lốc xuống sườn đồi một quãng xa trận hỗn chiến không kéo dài quá lâu. Quân đội có nhiều người hơn, nhanh chóng bao vây các giáo đồ của vua thần giáo, mặc cho bọn hắn ngoan cố kháng cự, đoán chừng cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Không biết chiến trường chính thế nào rồi. Trần Tam Thạch nhìn về hướng Kim Trung Tự. Hướng Đình Xuân có lấy được thứ mình muốn không? Hắn cầm lô diệp thương, chuẩn bị giúp đỡ nhanh chóng giải quyết chiến cuộc. Xoạt cách đó vài chục trượng, tiếng cành cây bị đạp gãy vang lên có người ẩn nấp từ lâu, đang muốn nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. Cá lọt lưới, Trần Tam Thạch lập tức đuổi theo âm thanh. Cách rừng cây, hắn từ xa nhìn thấy một thân ảnh màu nâu nhạt lóe lên mà qua. Phía trước cây cối rậm rạp, tầm nhìn bị che khuất hơn phân nửa. Trần Tam Thạch dựa vào thính giác và dấu chân trên mặt đất để lần theo, đồng thời cũng duy trì sự thận trọng, không quá liều lĩnh, dù sao cũng không biết đối phương cảnh giới ra sao, cẩn tắc vô ấy nấy. Mãi đến khi đi được vài dặm, tầm nhìn trở nên rộng mở, hắn mới có thể nhìn thấy người mình đang tìm. Một hòa thượng đầu trọc, mỏ nhọn, mặc áo cà sa, nhưng trên tay người này có lỗ tai đeo đồ trang sức, rõ ràng không phải là phong cách ăn mặc của người dân thịnh triều. Trần Tam Thạch Dương Cung, đang định bắn tên thì lại có một nhóm người nhanh chóng đến gần. Nhóm người này cầm trong tay trường kiếm bình thường, người nào cũng mặc áo đen và bịt mặt bằng vải đen, tổng cộng có bốn người, chặn hết đường đi, ngăn lại hòa thượng mỏ nhọn kia. Thế lực thứ ba, Trần Tam Thạch cảm thấy bên trong những người bịt mặt có người trông quen quen, là hắn, Trần Tam Thạch nín thở ẩn nấp, âm thầm quan sát. Đứng lại. Người bịt mặt cầm đầu chỉ kiếm vào người hòa thượng, giáo đồ của vua thần giáo, A-di-đà Phật. Vị hòa thượng mỏ nhọn chấp hai tay lại, mấy vị thí chủ đừng nói bậy, bần tăng là tăng nhân của Kim Trung Tự. Tăng nhân. Vậy ngươi chạy hất hải làm gì? Người bịt mặt quát lạnh, bớt nói nhảm, bằng vào gương mặt này của ngươi, lừa được ai? Chịu chết đi, không có lời thừa thải. Bốn người đồng thời ra tay. Hòa thượng mỏ nhọn cũng không hề lúng cuốn, không biết từ lúc nào hai tay đã lặng lẽ đeo một đôi găng tay bọc dây thép, trực tiếp va chạm mạnh với lưỡi kiếm, trong phút chốc tia lửa bắn ra tứ phía, âm thanh giống như rèn sắt. Hòa thượng này và người bịt mặt cầm đầu, đều là cảnh giới luyện cốt, Trần Tam Thạch nhìn ra được, lực lượng của bọn họ rõ ràng vượt ra khỏi phạm vi của võ giả luyện huyết đều là cao thủ luyện cốt đặc biệt là hòa thượng mỏ nhọn thoạt nhìn gầy yếu nhưng khi động thủ lại hung mảnh vô cùng khí thế quả thực giống như mảnh hổ trên nhị trọng sơn ngoại trừ người bịt mặt cầm đầu những người còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ không tới mấy hiệp đã đều bị thương cầm kiếm không dám tới gần nữa chỉ dám đánh yểm trợ từ xa người bịt mặt cầm đầu và hòa thượng lâm vào ác chiến trong lúc khó phân thắng bại, lại có một thân ảnh không một tiếng động xuất hiện, đánh lén từ phía sau. Quả nhiên lại là một vị cường giả luyện cốt. Hai đánh một, Hòa thượng cuối cùng cũng dần dần không chống đỡ nổi. Xoẹt, người bịt mặt cầm đầu tìm được cơ hội, chém một kiếm vào vai Hòa thượng. Lưỡi kiếm không chém đứt cả cánh tay như tưởng tượng, mà sau khi chém vào xương thì kẹt ở vị trí chính giữa, khó có thể chặt đứt hoàn toàn. Đây chính là luyện cốt sao? xương cốt vậy mà cứng đến mức đao kiếm cũng khó chém đứt e rằng cây cung hai thạch của ta cũng không thể trực tiếp giết chết võ giả luyện cốt xem ra việc kiếm một cây cung mười thạch là thế tất yếu rồi trần tam thạch tiếp tục quan sát trận chiến bất kỳ cuộc giao tranh nào có cảnh giới cao hơn hắn đều có ích cho việc tăng lên kinh nghiệm trên chiến trường cục diện dần dần rõ ràng quả nhiên là hai nắm đấm khó địch lại bốn tay sau khi hòa thượng bị chém một kiếm thế yếu nhanh chóng mở rộng những võ giả luyện huyết vốn chỉ dám đứng nhìn từ xa, cũng tiến lên tìm cơ hội đâm lén. Xoẹt 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 tiếng quần áo bị xé rách liên tục vang lên. Gã hòa thượng giả mạo như bị tạt cả thùng sơn đỏ, dù xương khó bị chặt đứt, nhưng thịt gã bị lãng mất không biết bao nhiêu miếng, có miếng còn dính vào người, lũng lẳng sắp rơi, trông cực kỳ ghê rợn. Cuối cùng, người bịt mặt cầm đầu cũng tìm được cơ hội, đâm một kiếm vào động mạch cổ của gã giáo đồ vu thần giáo. Máu phun như suối, cả ngã vật xuống, chết không nhắm mắt. Tìm kiếm, bọn người bịt mặt nhanh chóng lục soát trên người xác chết, nhưng chẳng tìm được gì. Không có gì cả, tiên bảo không có ở trên người hắn, thiếu gia, có nên lên núi không, 8 phần 10 là thứ đó đã rơi vào tay hướng đình xuân rồi. Đi thôi, vốn dĩ đến đây là để nhặt của rơi, nhặt không được thì đành rút lui vậy, nếu bị hướng đình xuân tóm được thì xong đời. Xem ra, chúng ta phải trả giá cao rồi. Mang sát đi, rút lui, nghe cuộc đối thoại, Trần Tam Thạch xác nhận suy đoán trong lòng. Bọn người bịt mặt chính là Lương Triển và vị lão nô kia, vị thiếu quán chủ này, nghe đồn suốt ngày chìm đắm trong kỷ viện, nhưng Tu Vi lại chẳng hề kém cạnh, chỉ mới 25, 26 tuổi, tính ra hắn tập võ 10 năm, có thể đạt đến cảnh giới luyện cốt ở huyện Bà Dương Quả là thượng thừa. Muốn giết hắn, ta vẫn cần phải nâng cao thực lực. Trần Tam Thạch không quên, họ lương từng tìm đến tận cửa, nếu không có ung trực, dù không đến mức mất mạng, hắn cũng sẽ không dễ chịu gì cảm giác bị người khác khống chế thật sự khó chịu hắn không nán lại quay về theo đường cũ tiên bảo thật sự bị hướng đình xuân lấy được rồi sao trần tam thạch cảm thấy tiếc nuối nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha